Bây giờ không có muốn lãng phí thời gian nữa, tại tuổi cũng có rồi mà tên thì chưa có, cho nên mong mong muốn là sau sau khóa học này sẽ có tên và có tuổi trên mạng xã hội và trong cái nghề beauty. Trâm đang làm việc, sinh sống và làm việc tại tiểu bang Dallas, Texas. Trâm đã học thử cái lớp miễn phí của thầy 2 tháng tháng 8, thì bây giờ Trâm sau cái 2 bữa học thì Trâm quyết định là sẽ theo học lớp chuyên sâu, và hy vọng là sau cái khóa học này thầy cũng như là team sẽ hỗ trợ cho Trâm có thể vượt ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, là lúc nào cũng muốn làm tốt hơn nhưng mà không biết đi đường nào bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn, cũng là một vấn đề nan giải. Thì không biết là chị trước cái khóa học này chị có từng làm video chưa ạ? Có làm, Trâm vẫn luôn làm video nhưng mà không có vượt ra được khỏi cái vùng là chỉ vài ngàn lượt view. Mong muốn lớn nhất là sẽ xác định đúng mục tiêu. Thầy Tùng rất là giỏi về về cái phương diện này. Có thể là thầy sẽ giúp cho chị không có đi lung tung nữa mà đánh đâu trúng đó. Đó là mong muốn lớn nhất của chị.